Mẹ ơi, con ăn trái táo cuối cùng này được không? Được chứ, nhưng phải dọn sau khi ăn nha. Ngon quá đi ạ. Bà xã ơi, tờ báo hôm nay em để đâu rồi? Ở trên bàn đó, bộ anh không thấy hả? Trời ơi, con bé này, con đang làm cái gì vậy hả? Đây là tờ báo mới của ngày hôm nay mà. Thư mất tiêu rồi anh. Vẫn còn xem được. Con không biết đó là báo của ngày hôm nay, con xin lỗi bà. Không sao, không phải tại con đâu con gái. Lần sau đừng có bày vẽ làm gì, ăn đại luôn vỏ táo đi cho tiện. Giá nước dạo này tăng lên nữa rồi. Vậy từ giờ trở đi 10 ngày con mới gội đầu một lần nha. Từ giờ con cũng không được vô nhà tắm đâu, cho nên đợi 3 ngày rồi tắm một lần nha con. Sao con lại không được vô nhà tắm? Bởi vì cuộc khủng hoảng dầu mỏ, nên mấy tháng tới ba con sẽ không có lương. Chúng ta phải tiết kiệm mới được con à. Trái táo của mẹ. Con về rồi mẹ ơi. Con về rồi hả? Mẹ ơi, mấy cái này là cái gì? Nhà chúng ta không đủ tiền chi tiêu, cho nên mẹ phải làm thêm việc là gắn mắt cho thú bông. Làm thêm? Thôi được rồi, không nói nữa. Mẹ phải tranh thủ làm cho xong mớ này để sáng mai giao sớm. Hay là để sáng mai mình nói chuyện này với mẹ. Nếu như ba vẫn không được trả lương thì nhà mình sẽ ra sao? Không nói tới người lớn thì mấy đứa nhỏ cũng ăn rất là nhiều. Nếu như mà gửi bé Út cho gia đình giàu có nuôi giúp thì có được không ta? Giết gì của mình? Mẹ ơi, chúng ta ngủ riêng có được không? Con có phòng riêng mà. Ngủ chung như vậy mới tiết kiệm được tiền lò sưởi con à. Ngoan, đi ngủ đi. Chị cha tu à, bình thường em luôn nghe thấy tiếng chuột kêu ở trên mái nhà, nhưng hôm nay lại không có. Yên tỉnh ra. Bởi vì không còn gì cho chúng ăn nữa. Nhà của chúng ta nghèo quá rồi. Bà xã, đóng cửa lại đi. Nhìn con gấu đó anh ngủ không có được. Nếu đóng cửa được thì hồi nãy em đã đóng rồi. May còn có bông tràn đầy cửa, làm sao mà đóng. Con muốn ngủ chung với gấu bông. Cái gì? Mắt của mấy con gấu bông này bị ngược hết rồi. Nếu vậy cái tiền thì sao? Như vậy đi, cô làm lại, sáng mai tôi đến lấy nha. Mẹ ơi, hôm nay con tới hạn phải đóng học phí đó mẹ. Thưa gì mà đã tới ngày đóng rồi hả? Xin lỗi mẹ quên mất. Con nói với cô giáo tuần sau mẹ sẽ đóng nha con. Dạ. Còn con tại sao vẫn chưa đi học nữa? Dạ, con đi liền đây. Em lại quên nói với gia đình nữa rồi đúng không? Ra cuối lớp đứng phạt cho cô. Dạ. Chờ đùa. Hả? Bộ có chuyện gì hả? Nhìn bạn có hơi khác ngày thường. Nếu muốn mình giúp, bạn cứ thẳng thắn nói với mình nha, đừng ngại, tạm biệt. Chờ đùa, bạn có muốn đến cửa hàng văn phòng phẩm với mình hay không? Xin lỗi nha, nhà mình có chút chuyện nên mình phải về liền. Có gì ngày mai gặp cậu. Nếu như xin tiền mua dụng cụ học tập chắc là không sao đâu ha. Có nên hỏi không? Ê, nhóc con. Yên tâm đi, tụi tao không phải người xấu đâu. Tôi thật sự không có tiền đâu. Gia đình tụi tao gặp một chút khủng hoảng nho nhỏ. Hả? Có vẻ không thể nói chuyện bằng lời được rồi. Trong lúc tao còn nói chuyện đàng hoàng thì mau đưa hết tiền ra đây.
tôi thực sự không có tiền mà. Ủa? Shadow à, bạn mau đi báo cảnh sát đi. Bạn không nghe họ nói là gia đình họ gặp khó khăn hả? Mau giúp đỡ họ đi. Nè hai anh gì ơi, chắc là hai anh đang đói lắm. Đợi chút, hai anh ăn đỡ cái này đi. Shadow à, bạn đang đói sao? Bạn đi trước đi, không cần lo cho mình đâu. Bạn đi đứng cho cẩn thận chứ, có sao không vậy Shadow? Đây là công việc làm thêm tốt nhất trong lúc khó khăn này đó. Chứ còn gì nữa. Họ mới nói cái gì vậy chứ? Họ đang làm gì ở đây vậy hả? Mình nghĩ là bác ấy đang định múa kim chi đó. Công việc này thì mình cũng có thể làm được. Mọi người ơi, mọi người ơi, có thể cho con làm việc này với không nó được không? Không được Shadow ơi. Con nói cái gì? Con muốn làm công việc này hả? Tại vì con đang cần tiền để mua đồ dùng học tập và đồ ăn giặt. Mọi người có thể cho con làm có được không? Một ngày thôi. Bạn đang làm cái gì vậy? Nhìn thì thấy dễ nhưng làm khó lắm. Cũng không thể là một mình được, ít nhất cũng phải có hai người. Giờ làm sao đây? Vậy thì con sẽ làm chung với bạn này. Mấy đứa vô nhà kho lấy củ cải mang ra đây nha. Dạ. Tự nhiên mình nhớ là có chút chuyện cần phải đi một lát. Khi mình còn đang nói chuyện đàng hoàng thì mau làm đi. Shadow à, chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Cậu mau im miệng đi, tiết kiệm chút sức lực. Cảm ơn trời, cuối cùng cũng xong rồi. Mấy đứa ơi, ra giả tỏi giùm bà. Tạm biệt mọi người, sáng mai tụi con sẽ tới sớm. Tạm biệt, cảm ơn hai đứa. Ngày mai lên trường gặp cậu sao nha. Chào cậu, ngày mai gặp lại. Mệt quá đi, hôm nay làm quá rồi. Nhưng mà mình không cần phải lo về tiền mua dụng cụ học tập nữa. Dạ con chào mọi người. Tôi thật sự xin lỗi mọi người, nhưng tiền công không thể phát trước ngày mai. Và để chuộc lỗi, tôi có mua một ít nước nhân sâm, mọi người nhận giùm. Shadow à, em thực sự làm cho cô quá thất vọng. Xuống cuối lớp đứng phạt cho cô. Hết giờ thì lên văn phòng. Bạn ấy lại lấy tiền mua đồ ăn giặt rồi. Đây là cái gì vậy? Nước nhân sâm hả? Trả lại cho mình đi. Bạn uống cái này bởi vì quá mệt mỏi với hình phạt hàng ngày có đúng không? Hay là đang muốn chứng tỏ gì với cô giáo vậy? Mình không thích nói chuyện này với bạn nha, nên nếu biết điều thì mau tránh ra chỗ khác đi. Đúng là kỳ lạ thiệt nha. Sao hôm nay nhìn bạn không có chút năng lượng nào vậy? Mình cũng muốn thử nước sâm này coi có ngon không. Trời Shadow, tại sao giờ này còn lang thang ở ngoài đường? Con đang về nè. Con lại đánh nhau đủ có đúng không? Không phải, là do bạn ấy tự té thôi mẹ ơi. Con nhìn con đi, tính khí nóng nảy thôi còn chưa nói, bây giờ lại còn bắt đầu nói dối nữa. Con không có đánh nhau thiệt con mẹ. Con dám nói nữa, mẹ cho con đi học trường mất tiền nữa con đánh nhau với bạn sao hả? Sao mẹ không chịu nghe con giải thích vậy chứ? Nếu như mẹ thấy con học ở đây quá lãng phí vậy thì chuyển trường đi. Con còn muốn đi đâu nữa? Dạ alo. Anh Sơn Hôn hả? Chị Shadow cãi nhau với mẹ xong rồi đi tới tối mới về, bây giờ bệnh luôn rồi. Ôi trời ơi, thấy cái tội chưa? Ai kêu con đi gian nắng suốt buổi chiều để đổ bệnh như vậy? Mẹ ơi, con thấy khát quá. Uống nước nha con. Dạ không, con không uống nước đâu. Cho con trái táo được không? Giờ này biết đi đâu để tìm táo chứ.
có chú ở ngoài kia đang rao kìa, mẹ không nghe thấy hả? Ủa? Tao ngon giảm giá đi, tao ngọt như mật ong đi. Ôi trời ơi, hình như mũi của con bị nghẹt cho nên tai của con mới thính như vậy đúng không? Táo ơi. Chà Nu ơi, vậy mà lấy cái này đi nè. Táo ơi. Đây nè. Táo. Trong nhà của mình vẫn còn rất nhiều nước nhân sâm lắm. Táo cũng có vị ngon giống như nhân sâm, cũng đỡ nhân sâm đi. Nhưng mà con chỉ muốn ăn táo thôi, là táo đó. Chỉ cần được ăn táo là con sẽ khỏe liền à. Ôi, nhà mình đang gặp khủng hoảng mà, con không nhớ hay sao? Có ai ở nhà không? Ủa? Trễ vậy còn có ai tới nữa ta? Cái gì? Tôi xin lỗi vì đã thanh toán trễ như vậy. Chadu đã làm việc rất chăm chỉ đó bác. Cái con bé này thiệt là. Bác đang thắc mắc không biết nước sâm từ đâu mà có. Con bé đã quá mệt khi lần đầu tiên đi làm kiếm tiền. Vì vậy lại trả giá nữa hả? Con ngon không con? Dạ, táo này ngon lắm. Nếu biết táo giảm giá nhiều như vậy thì mẹ đã mua thêm rồi. Mẹ xin lỗi vì nó không được ngon nha. Không có đâu, táo này ngon lắm mẹ ơi. Nếu lớn lên con lấy chồng nhà có vườn thì con sẽ được ăn thỏa thích. Dạ không, con muốn trở nên giàu có để có thể mua tất cả các vườn cây. Trời, đúng là con gái của mẹ có khác. Em ơi, sao nhiều nước sâm vậy? Tất nhiên là nhiều rồi, đó là công sức của con gái chúng ta đó anh. Khoan nhiều chút đi. Táo ngon quá mẹ ơi. Vì mẹ gọt mà. Còn kịp chứ Đu à, bạn lại chạy đưa tới trường sao? Tại bạn không biết đó, mình tưởng sắp trễ học rồi cho nên mới phải chạy cấp tốc tới trường. Chạy cả đoạn đường như vậy chắc bạn khát nước lắm ha, uống nước đi. Cảm ơn bạn nha. Sao tự nhiên bữa nay bạn tốt vậy? Thì tụi mình là bạn bè mà. Khai thiệt đi, bạn không bỏ độc vào trong nước chứ? Bạn đang nói cái gì vậy? Sao mình có thể bỏ thứ gì đó vô trong nước uống được? Mình có thể tin bạn được không? Tất nhiên là có rồi. Mà nói thiệt nha, bạn luôn là người có nhiều năng lượng nhất lớp mình đó, có đúng không mọi người? Bạn biết không, mình thấy cha đu chàng này năng lượng giống vậy nè. Bạn ấy khỏe mạnh và xinh xắn nữa. Các bạn bị chạm mạch hết rồi đúng không? Các bạn ấy không có bị gì đâu mà. Mình nghĩ họ hành động như vậy là vì chuyện ngày mai đó. Ngày mai thì sao chú? Thì ngày mai là ngày lễ tình nhân đó. Hả? Ngày mai là ngày lễ tình nhân sao? Đúng vậy, ngày mai chính là lễ tình nhân á. À, mới đó mà đã tới lễ tình nhân rồi. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra với Don Don vậy? Năm ngoái mình học chung lớp với Don Don nên biết được một chuyện là như vậy. Nè, Sơn Sơn Đôn, bạn không được tặng quà hả? Shadow, bạn đã uống ly nước mà mình đưa chưa vậy? Mình nghi ngờ là bạn có ý đồ xấu nên đã đổ đi rồi. Đừng làm phiền mình nữa Đôn Đôn nè. Bạn thiệt là, tại sao mình phải làm như vậy chứ? Lát tan học chúng ta cùng đi về nha, cả Minchi nữa. Tại sao mình phải về chung với bạn chứ? Bởi vì nghe nói dạo gần đây có rất nhiều kẻ xấu bắt cóc trẻ con. Các bạn lại là con gái nên cần có người đi theo để bảo vệ. Cho nên tan học về chung nha. Rốt cuộc thì bạn ấy nói cái quái gì vậy hả? Năm ngoái, Đôn Đôn là bạn trai duy nhất ở trong lớp không được nhận sô-cô-la từ các bạn gái đó. Thì tại bạn ấy có bao giờ đối xử tốt với con gái đâu. Không nhận được sô-cô-la là đúng rồi còn gì. Bây giờ có muốn làm gì để lấy lòng họ cũng đã quá trễ. À phải rồi, cha đưa. Bạn sẽ tặng sô-cô-la cho ai? Sao
lớp mình lại phải tặng chứ. Bạn không thấy đem sô-cô-la đi tặng cho người khác rất lãng phí sao? Nếu có sô-cô-la thì mình sẽ để dành ăn một mình. Cũng phải, cha đưa là vậy mà. Còn bạn thì sao hả? Muốn tặng sô-cô-la cho ai đây? Có cần mình đi mua chung với bạn không? Không cần đi mua đâu, vì mình sẽ tự tay làm sô-cô-la. Ủa? Chuyện này hơi lạ à nha. Mình đánh hơi thấy có cái gì đó rất đáng nghi. À, bạn nói gì vậy chứ? Minchi à, có phải là bạn đã thích ai rồi không? Không có đâu, bạn đừng đoán bậy mà. Mình sẽ làm một cái thiệt là lớn rồi sau đó tự ăn. Nè, chơi cha đu, đá chơi banh qua đây đây. Nếu muốn thì tự qua đây mà lấy. Bạn có quyền gì mà dám sai mình? Con gái gì mà ăn to nói lớn quá vậy không biết. Người ta nói lớn hay nói nhỏ thì liên quan quá gì tới bạn mà bạn thắc mắc chứ. À mà mình nói nè. Ủa? Mình không thích mấy loại sô-cô-la rẻ tiền, ăn không có ngon lạnh gì hết. Mình thích sô-cô-la ở mấy trung tâm thương mại á, nên mình từ chối nhận sô-cô-la của bạn nha. Đồ thần kinh, bạn cứ ở đó mà mơ đi ha. Vì chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Bạn hư cái gì chứ? Nói cho bạn biết chuyện này nha, Shadow sẽ tặng sô-cô-la cho mình á. Sao bạn chắc chắn như vậy? Để mình nói rõ cho bạn nghe nha. Người mà Shadow sẽ tặng sô-cô-la là mình, lớp trưởng đẹp trai tài năng Lee Yoon-sak. Mình thật sự không biết bạn đang nói cái gì nữa. Vì Shadow chắc chắn sẽ tặng sô-cô-la cho mình. Nè, bạn muốn gây chiến với mình có đúng không? Mình nghĩ người muốn gây chiến là bạn thì có. Đúng là không ra làm sao hết. Thôi mình đi Minchi ơi, ở đây hết vui rồi. Tốt thôi, chúng ta hãy cùng quyết đấu đi. Đấu thì đấu, ai sợ bạn chứ. Ngon quá đây. Cha đưa à, mình hỏi nè. Hả? À, chuyện gì? Bạn thật sự không định tặng sô-cô-la cho ai hết hả? Minchi nè, nếu mình nói bây giờ mình muốn qua nhà của bạn để cùng làm sô-cô-la thì có được không vậy? Có thật không? Mình tưởng bạn sẽ không tặng cho ai chứ. Tự nhiên mình vừa nghĩ ra một người để tặng sô-cô-la rồi. Cho con gửi, cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn con nhiều lắm. Là thật sao, có người để bạn tặng sô-cô-la hả? Người đó là ai vậy? Mình không nói cho bạn biết đâu. Nhìn thật kỹ nha, cha đu. Chúng ta phải khuấy đều sô-cô-la với độ nóng vừa phải như vậy nè. À, thiệt là ngon quá đi. À, cha đu, bạn ăn hết thì còn sô-cô-la đâu để nấu nữa. À, bạn yên tâm đi, chúng ta vẫn còn rất nhiều đây nè. Cuối cùng cũng xong rồi. Bạn rất là giỏi thiệt đó Minchi. Ủa mà làm sao làm tới 3 hộp vậy? Là bởi vì... Cứ nói cho mình biết đi. À khoan đã, có 3 hộp sô-cô-la tức là bạn thích tới 3 người luôn á hả? Không phải như bạn nghĩ đâu. Nhiều lắm luôn á. Denki ơi, bạn có nhận được quà chưa? Mình có rồi. Gì? Bạn nói thiệt hả? Sáng nay mẹ mình đã tặng cho mình rồi. Biết ngay là sẽ như vậy mà. Theo mình nghĩ, những đứa trẻ ngây thơ như chúng ta không nên trở thành nạn nhân của người lớn bằng việc mua sô-cô-la để cho họ kiếm tiền như vậy. Bạn nói có đúng không? Denki, tặng cho bạn nè. Cảm ơn bạn. Bạn ấy đến rồi kìa. Chào bạn nha Minchi. Chào cha đưa bạn tới rồi hả? Minchi à, các bạn ấy bị làm sao vậy? Họ đang muốn bạn tặng sô-cô-la cho họ đó mà. Thì ra là như vậy hả? Ê nè, nhưng mình chỉ có một hộp thôi, làm sao mà tặng được đây? Thôi được rồi, nếu các bạn muốn mình tặng hộp sô-cô-la này thì các bạn phải vượt qua được thử thách của mình. Thử thách của ngày hôm nay là phải vượt qua mấy cái thanh cầu khỉ kia. Người nào hoàn thành nhanh nhất và ít hơn một phút sẽ chiến thắng. Ừ.
chuẩn bị. Tính. Sô-cô-la. Anh không được, như vậy là dây anh già. Xin lỗi cậu bé. Cậu chủ ơi, cậu không sao chứ? Thôi như vậy đủ rồi, không ai có thể hoàn thành được thử thách dưới một phút, cho nên không ai thắng hết á. Minji à, vào ngày lễ tình nhân bạn sẽ tặng sô cô la cho người bạn thích nhất có đúng không hả? Đúng vậy đó. Cũng tức là trong số chúng ta có người bạn ấy thích Chadu à. Mình đã quyết định rồi. Người mà mình thích nhất đương nhiên chính là mình rồi. Mình biết ngay là sẽ như vậy mà. Mọi người ơi, có ai muốn chơi đá banh không? Thưa cậu chủ, tôi thành thật xin lỗi. Tôi nên cố gắng nhiều hơn. Không sao đâu, ít ra thì con cũng được tập thể dục, chơi khá là vui. Chúng ta đi thôi. Dạ cậu chủ. Thêm một năm nữa mình lại không có quà. Tụi mình cũng không có gì hết, buồn thiệt chứ. Chadu ơi. Minji à, sao bạn đi lâu vậy? Mình vào lớp cất vài thứ. Đúng rồi, bạn đã tặng sô-cô-la chưa? Thật ra thì mình... Chadu ơi, Minji ơi, chơi đá banh không nè? Tất nhiên là chơi rồi. Minji à, nhanh lên đi. Mình tới liền. Mình sút đây. Nè, ai kêu bạn sút hả? Bây giờ mình không muốn làm gì hết á. Chúng ta về nhà đi thôi. Đây là gì vậy? Một hộp quà. Ai đã cẩn thận để cái này trên bàn của mình vậy chứ? Trên này còn có tên của mình nữa. Là sô cô la đó. Mình cũng có sô cô la nữa nè. Chúng ta có quà rồi. Chúng tôi thu mua máy tính, tủ lạnh hư, đồ điện hỏng không xài nữa đây. Ủa chị ơi, sao kỳ vậy? Cái tivi đó giống hệt như tivi của nhà mình luôn kìa. Không phải đâu, chắc tivi của nhà ai đó nhìn giống thôi à. Vậy là họ đã có tivi mới rồi đó, ghen tị ghê. Mẹ ơi, tivi của nhà mình đâu rồi hả mẹ? Mẹ đã bán rồi. Bán rồi. Nhưng tại sao mẹ lại bán tivi vậy? Hai đứa mau về phòng làm bài tập của mình đi, nhanh lên. Chị ơi, chị có thấy chuyện này kỳ lạ không? Bình thường không phải mẹ cũng xem tivi rất nhiều hay sao chứ? Nếu không được xem phim hoạt hình nữa thì chắc chị sẽ nổi loạn cho con. Khoan đã, có khi nào mẹ bán tivi cũ để mua tivi mới không? Sắp tới là sinh nhật của em rồi, để em hỏi ba thử coi, biết đâu chúng ta có tivi mới xem. Em nói thiệt hả? Bà xã ba về rồi kìa. Đừng làm kẻ nổi loạn.
giờ là lúc nào rồi mà anh còn tâm trạng để say xỉn hả? Anh gặp dân trên chưa? Đã nói chuyện với người ta chưa? Anh đã tới nhà tìm nhưng không có ai ở đó hết. Tại sao cậu ấy lại có thể đối xử với anh như vậy? Em đã nói với anh là phải cẩn thận khi cho người ta mượn tiền rồi mà. Cho dù là bạn bè cũng vậy. Có nghĩa là... Jadu à, bạn làm xong bài tập toán chưa vậy hả? À, phải rồi ha, đó là bài tập về nhà mà. Nếu lát nữa cô kiểm tra chắc chắn mình sẽ gặp quả lớn cho mà coi. Minji à, cho mình mượn bài tập của bạn đi, mình sẽ chép nhanh thiệt là nhanh luôn. Jadu à, thực ra hôm qua mình đã định làm bài tập rồi, nhưng mà vì nhà của mình có chuyện cho nên là... Nhà bạn có chuyện gì vậy hả? Chuyện này khó nói lắm. Mình không biết phải nói sao với bạn nữa đây. Liệu mình có tin được bạn hay không đây Jadu? Hả? Ý của bạn là sao chứ? Bạn nghĩ là mình đang nói dối để được chép bài tập của bạn hả? Các em, tiết đầu tiên là tiết toán đúng không? Các em đã làm bài tập tuần trước cô giao hay chưa nè? Thôi tiêu rồi. Nè cả lớp, các em đã nhớ công thức tính diện tích hình tam giác rồi có đúng không? Trời trời đu, mau giơ thẳng hai tay lên chịu phạt cho cô. Trời đu à, tay của bạn có bị mỏi lắm hay không? Lát nữa về ghé qua nhà mình cùng làm bài tập đi nha. Có phải hồi sáng bạn đã thực sự nghĩ rằng mình nói dối để khiến bạn đưa bài tập cho mình chép có đúng không? Chuyện đó, mình chỉ nghĩ nếu đưa bài tập cho bạn chép thì không tốt cho bạn lắm. Thì ra bạn thật sự nghĩ là mình quên làm bài tập gì ham chơi sao? Rõ ràng mình đã nói là nhà của mình có chuyện rồi. Jadu à, không được. Bạn đã thua. Đã. Chỉ một chút nữa thôi là mình thắng rồi. Còn có vòng cuối cùng thôi mà. Bạn chơi tiếp đi. Mình cũng muốn được nhìn thấy bạn qua vòng cuối cùng. Nhưng mà bạn là ai? Nhanh lên, bắt đầu rồi. Bạn cứ để đó cho mình. Bạn đã chiến thắng. Bạn chơi giỏi thiệt nha. Tụi mình làm bạn với nhau ha. Tên của mình là Trai Hui. Nè Jadu, bạn có thích vẽ tranh hay không vậy hả? Đó là môn mình thích nhất luôn á. Thiệt vậy hả? Lát nữa bạn có muốn đi vẽ tranh với mình không? Hả? Ở đâu lần vậy? Mình cứ tưởng là chúng ta sẽ đi vẽ tranh chứ. Sao bạn lại tới nơi này? Hả? Wow! Đó là cái gì vậy? Là tranh mình vẽ đó. Khi tâm trạng không tốt, mình hay tới đây vẽ tranh lắm. Nhưng mà tụi mình có nên vẽ ở đây không? Bạn yên tâm, mấy cái này có thể dùng nước xóa đi hết mà. Nhìn hay thiệt á. Vậy còn chờ gì nữa, bạn cũng thử vẽ đi. Câu nhận nhìn vui thiệt ha. Vui đúng không? Jadu à, rốt cuộc con đã làm cái gì ở trường vậy hả? Cô mới vừa gọi điện mắng vốn mẹ kìa. Cô nói con không chịu làm bài tập về nhà, lại còn ngủ gật ở trên lớp nữa. Đó là vì con có chút việc cần phải làm với bạn của con. Con nói cái gì? Mẹ không có dư tiền trả tiền học để con bỏ đi chơi với bạn bè đâu, con biết chưa? Vậy chắc con bỏ học là được chứ gì. Dù sao nhà mình cũng hết tiền rồi. Con vừa mới nói cái gì? Chú Dân Chất đã học ở một trường đại học rất tốt, nhưng rốt cuộc chú ấy vẫn phản bội ba. Con làm sao con biết được chuyện đó? Mẹ nói học hành chăm chỉ sẽ biến con thành một người tốt, nhưng đó chỉ là nói dối thôi. Cái con bé này, hôm nay mẹ sẽ không tha cho con đâu. Đâu cởi vớ ra nhanh lên. Bà xã à, em hãy bình tĩnh lại. Trời ơi, chắc bạn đau lắm đúng không? Hơn là còn có ba của mình nên không tới nổi nè. Jadu à, mình mới nghĩ ra ý này. Mình hãy tới tiệm tóc làm đẹp đi. Ở đó mình sẽ làm cho bạn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Là Minji hả con? Bác gọi để hỏi thăm vì chưa thấy Jadu về nhà đó mà. Không có gì đâu, con bé vừa về tới nhà rồi.
làm gì với mái tóc của mình vậy? À, được rồi, mấy đứa mau về phòng đi. Anh bỏ em ra coi. Bây giờ con bé đang rất nhạy cảm đó em. Nếu em nổi giận với nó, anh nghĩ sẽ không tốt đâu. Wow, công nhận nhìn mình lạ thiệt ha. Nhưng lại giống một nghệ sĩ, nhìn đẹp ơi là đẹp luôn. Cha Đu à, bộ bạn bị bệnh gì hả? Nhà bạn xảy ra chuyện gì sao? Tóc ướp tóc của bạn rất là đẹp, nhưng mà nói thiệt là mình thích kiểu tóc cũ hơn. Sao vậy? Mình thấy kiểu tóc này rất là mới lạ mà. À, bạn thấy thích là được rồi. À, mà Cha Đu nè, mình có chuyện muốn nói á, liên quan tới cô bạn mà bạn đang chơi chung á. Chơi hôi hả? Mình không nghĩ bạn nên đi chơi nhiều với bạn ấy đâu. Tại sao chứ? Bạn lấy tư cách gì mà cấm mình chơi với người khác? Lúc mình thật sự cần bạn giúp đỡ thì bạn lại nghi ngờ mình, và người đã giúp đỡ mình khi mình gặp khó khăn không phải là bạn mà chính là Thê Hui đó. Cha Đu à, không phải là mình không tin bạn, mình chỉ lo lắng thôi. Ủa, cái gì đây hả? Cha Đu à, mình làm vậy là vì lo lắng cho bạn thôi mà, đừng hiểu lầm mình nha. Bây giờ tụi mình đang học toán ở nhà của Sơn Hôn đó. Tụi mình sẽ đợi bạn tới cùng học luôn ha. Nhất định phải tới đó. Trời ơi, thiệt là sao bạn phiền dữ vậy? Nếu không có chuyện gì làm thì về nhà học bài đi, đừng đi theo mình nữa. Nhưng chúng ta là bạn mà, mình không thể khoanh tay đứng nhìn bạn mãi lún sâu vào con đường này được. Mình đã từng nghĩ chúng ta là bạn của nhau đó, nhưng mà bạn thì lúc nào cũng chỉ trích tất cả những việc mình làm. Mình không chỉ trích mà chỉ lo lắng cho bạn thôi. Mẹ của bạn cũng lo lắng cho bạn lắm đó. Sao tự nhiên nhắc mẹ mình ở đây làm gì? Đi chợ khuất mắt mình đi, mình muốn ở đây chơi game. Thê Hui à, bạn lấy tiền ở đâu ra vậy? Mình nhớ là bạn đã xài hết tiền từ lâu rồi mà. Thì sao? Bạn nghĩ mình đang ăn cắp đúng không? Tiền này là do ba của bạn mới đã cho mình đó. Chú ấy là người lạ nhưng còn tốt hơn bạn rất nhiều lần. Không la hét với mình còn cho mình tiền mua bình xịt màu nữa. Thê Hui à, bạn đang nói gì vậy? Trời, làm hết không? Bạn tới hồi nào vậy? Mình hỏi là bạn vừa mới nói cái gì vậy? Cái đó thực ra là bác là ba của Cha Đu sao? Nhưng Cha Đu đã về từ nãy giờ rồi bác ơi. Bác biết là con bé đã về rồi. Hôm nay con bé về trễ hơn mọi ngày nên bác đã đi tìm và thấy hai đứa. Nhưng mà bác tìm con có chuyện gì không bác? Bác muốn hỏi con một chút chuyện. Có vẻ như con là một cô bé tốt, cho nên để Cha Đu chơi với con bác cũng thấy rất là yên tâm. Dạo gần đây nhà bác có chút rắc rối nên Cha Đu buồn lắm. Ở nhà nó không nói chuyện với ai, nhưng khi đi với con thì lại cười nó rất vui vẻ. Con hãy cầm số tiền này rồi cùng đi ăn với Cha Đu, với lại còn mua bình xịt màu nữa nha. À mà con đừng nói gì cho Cha Đu biết hết á. Ba của mình, bây giờ ba làm gì còn tiền chứ? Chuyện gì ba cũng biết vậy mà. Cha Đu à! Alo, dạ là tôi đây. Là anh Dân Trên hả? Anh đợi một lát, tôi chuyển máy liền nè. Mình ơi, là anh Dân Trên gọi cho anh đây nè. Đồ ăn ngon quá đi. Ba ơi, bạn của ba đã trả tiền cho nhà mình rồi sao? Vậy sinh nhật con có thể mua tivi mới không? Con bé này thiệt là, coi tivi thì có gì đâu tốt. Để dành thời gian đọc sách đi con. Ba đang nghĩ là mình có nên mua một cái thật mắc tiền hay không? Mẹ ơi, nếu như nhà mình đã có tiền rồi, vậy mẹ hãy cho con tiền tới salon để nhuộm lại mọc tóc cũ được không mẹ? Con đừng có ở đó nằm mơ nữa. Tiền ở đâu ra? Để mẹ đi siêu thị mua thuốc về nhuộm tóc cho con đi nè. Chà, chắc giờ mở ra được rồi ha. Sao vậy? Ủa? Hả? Tóc của mình làm sao vậy nè? Trả lại tóc cũ cho con đi. Sao vậy? Mẹ thấy tóc này đẹp quá mà.
tự nhiên thấy ngại ghê. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đừng nói là bạn đang để ý ai nha. Nhưng mà người ta có biết bạn thích người ta không? Mà có khi người ta biết, người ta lại không thích bạn á. Sao bạn dám nói vậy chứ? Minji à, bạn thấy móng tay của Ân Hui không? Hả? À, bạn đang nói màu giữa móng tay có phải không? Mình cũng có nữa nè. Làm sao làm được vậy? Mình nghĩ là các bạn nữ lớp mình ai cũng nhuộm hết trơn á. Nếu có thể giữ màu giữa móng tay đến mùa tiết đầu tiên thì sẽ được kết hôn với tình yêu đích thực của đời mình. Tình yêu đích thực sao? Nói vậy tức là hầu hết các bạn nữ trong lớp của con đều nhuộm móng tay với cây hoa bóng nước ở trong vườn hay sao? Dạ đúng đó mẹ. Mẹ cũng làm cho con đi được không mẹ? Con cũng muốn nữa nha mẹ. Con nữa. Hơi mấy cái đứa này thiệt là. Mà thôi được rồi, chúng ta sẽ cùng nhuộm móng tay ha. Đầu tiên mấy đứa con hãy ra ngoài vườn hoa hái cả hoa và lá của cây bóng nước vào cho mẹ, có được hay không? Sau đó hãy nghiền nát cả hoa và lá chung với nhau. Làm vậy sẽ giúp màu trông đẹp hơn. Sau đó cho vào một chút bột phèn. Nhưng nếu mấy đứa cho nhiều quá thì hỗn hợp sẽ bị chuyển sang màu đen, vậy là không có đẹp. Vì vậy hãy cho một muỗng cà phê thôi nha. Dạ. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ để hỗn hợp vừa trộn được lên trên móng tay giống như vậy nè. Sau đó lấy một màn bọc thực phẩm bao kín các ngón tay lại. Màu của hỗn hợp sẽ bám vào móng tay của chúng ta. Vậy là xong. Wow. Nè, cũng đã trễ rồi, mấy con mau về phòng ngủ đi. Sáng mai thức dậy, móng tay của mấy con sẽ có màu rất là đẹp. Thích quá đi à, con phải đi ngủ liền đó. Coi chừng lớp màn bọc bung ra đó. Bộ móng chứ gì thói quen khi ngủ có đúng không hả? Đúng vậy, tức thiệt chứ. Mình nhất định phải nghĩ ra cách gì đó mới được. Nhưng mà cha đu nè, sao tự nhiên bạn lại có quyết tâm muốn nhuộm móng tay vậy hả? Không lẽ bạn thật sự đang thích ai đó như anh Hui đã nói hay sao? Thiệt hả? Bạn đang thích ai vậy? Mình có quen không? Mình không có nói đâu. Đừng như vậy mà, nói cho mình biết đi. Bạn ấy thích ai chứ? Vậy còn mình thì sao? Để coi coi, chắc chắn phải có manh mối về người cha đu thích ở đâu đây nè. HMB là ai vậy chứ? Anh nhân viên Hàm Anh Bố. Rốt cuộc người này là ai? Là ai vậy? Nhất định lần này mình sẽ nhuộm được bộ móng tay. Bất quá thì đêm nay mình không ngủ. Tuyệt đối không được ngủ. Mình phải tìm việc gì đó để làm thôi. Buồn ngủ quá rồi. Mình nhất định phải tỉnh táo mới được.
không thể tìm ra được người đó là ai. Nhưng mình mới nảy ra một ý tưởng. Ôi trời ơi, tại sao con lại thức nguyên đêm chỉ vì cái này chứ? Mẹ ơi, mẹ tháo ra cho con nhanh lên đi. Con làm được rồi. Wow, màu móng của bạn dễ thương quá đi à. Thiệt hả? Mình cũng thấy rất là đẹp. Nè Jun Suk à, sao tự nhiên bạn lại treo tay vậy hả? Bộ bị thương sao? À, tại vì mình bị té đó mà. Hả? Rất nhiều người đang chờ trận tuyết đầu mùa, nhưng năm nay, theo dự đoán thì trận tuyết đầu mùa sẽ tới trễ hơn mọi năm. Cha Đu à, con qua đây phụ mẹ lặt giá đi con. Hả? Đây là cái gì vậy hả? Không phải là mẹ đã kêu con phải thường xuyên cắt móng tay hay sao? Ê trời ơi, con mau qua đây. Mẹ cắt móng tay được đâu. Trận tuyết đầu mùa năm nay vẫn chưa tới nữa mà mẹ. Con đứng lại đó cho mẹ mau lên. Không được. Cha Đu, có mau đứng lại hay không? Cái con bé này. Ý thiệt tình à, cái con bé này chạy đi đâu rồi không biết nữa. Ê, cho Cha Đu. Mình không thể cắt móng tay trước khi tuyết rơi được. Nga tuyết rơi, không yên bút. Bộ móng tay của mình sẽ... Wow, tuyết rơi rồi. Bản tin tiếp theo, hôm nay cầu thủ quốc gia Hong Myeongbok đã tổ chức họp báo để thông báo về lễ kết hôn của mình. Cái gì chứ? Ồ, hôn lễ của tôi sẽ sớm được tổ chức. Cảm ơn mọi người. Đây là trận đấu cuối cùng của vòng sơ loại của giải đấu World Cup. Và người đang giữ bóng là cầu thủ Hàn Quốc Hong Myeongbok. Anh ấy di chuyển rất nhanh. Một pha phạm lỗi nghiêm trọng và hành động này xứng đáng nhận một thẻ đỏ. Ô, có chuyện gì xảy ra? Có vẻ như cầu thủ Hong phải rời khỏi sân đấu rồi. Tôi nghĩ đầu của anh ta đã bị thương. À, sao lại như vậy chứ? Việc cầu thủ Hong rời sân là điều đáng tiếc cho đội tuyển Hàn Quốc. Thôi xong rồi, có khi trận này chúng ta không thắng được quá. À, đó là Hong Myeongbok, anh ấy đã trở lại sân đấu rồi. Anh ấy thật vững chãi, không có gì có thể đánh đổ được anh ấy. Anh ấy đang dẫn bóng đi thẳng vào khung thành. Gol! Yeah! Anh ấy đã ghi bàn thật là tuyệt vời. Cầu thủ Hong Myeongbok đã làm được rồi. Wow! Cầu thủ Hong Myeongbok, anh ấy thật là tuyệt vời. Thì ra là vậy. Tình yêu đích thực mà bạn muốn kết hôn chính là cầu thủ bóng đá Hong Myeongbok sao? Nhưng mà mình không thể giữ được bộ móng tới ngày tuyết đầu mùa, cho nên anh ấy đã cưới người khác rồi. Cha Đu à, bạn đừng khóc mà. Mình nghĩ là các bạn trong lớp mình cũng không có ai giữ được bộ móng đâu. Gì vậy? Sao Cha Đu lại khóc? Chuyện là sáng nay trận tuyết đầu mùa đã rơi, nhưng móng tay của bạn ấy lại bị cắt trước đó rồi. Cái gì? Sáng nay tuyết rơi rồi hả? Đúng vậy đó, tuyết đầu mùa rơi rồi mà. Thật vậy sao? Bóng nhuận của mình vẫn giữ được nè.
Gì chứ? Bạn chấp nhận băng bó cả cánh tay chỉ vì nó thôi sao? Thiệt là sao mình lại không nghĩ tới cách này vậy ta? Chúc mừng bạn nha. Bạn sẽ được kết hôn với tình yêu đích thực của mình. Hả? Thật vậy sao? Mau nói coi, người bạn thích là ai vậy? Bí mật, cái này là bí mật. Con nhớ đánh răng cho kỹ nha, nếu không sẽ bị sâu răng đó. Dạ. Trời Shadow, con mau dậy đánh răng đi. Ủa? Ủa, trời đất ơi, lại có chuyện gì vậy? Nữ hoàng đắc đối. Trời ơi, cái con bé này, cái đống gì vậy hả? Mẹ ơi, cái này là... Ủa, có chuyện gì vậy? Hình như là rượu trái cây có phải không? Con còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi lấy cây lau nhà cho mẹ, nhanh lên. Dạ. Anh còn đứng đó làm gì? Sao không qua phụ em một tay đi? Được rồi, anh làm liền. Thiệt tình, mới sáng sớm ra đã bực mình rồi. Anh biết cái này mắc tiền lắm hay không? Ủa? Bye bye. Mẹ bình tĩnh đi mẹ ơi, cái này không phải tại con đâu. Lúc con đang lấy cây lau nhà thì tự nhiên nó rớt xuống. Bộ nó có chân hả? Sao mà tự rớt xuống được? Đau quá mẹ ơi, con nói thiệt mà. Lúc con đang lấy cây lau nhà thì tự nhiên nó rớt. Chị Mi Mi ơi, em lo quá. Nếu còn đánh nữa chị ấy sẽ bị gãy lưng luôn á. Em đừng có lo, lưng của chị ra đu khỏe lắm. Cái này cũng chỉ như rèn luyện hàng ngày thôi. Mùi thơm thiệt luôn. Mình sẽ để dành cái này rồi ăn từ từ. Mimi à, cho chị một cái với. Em không cho chị đâu. Cái này em còn chưa ăn thử nữa mà. Vậy thì chị chỉ nhìn thôi. Chị xem một chút rồi chị đưa lại liền. Vậy cũng được. Nhưng nhớ là chỉ nhìn thôi á. Trời ơi, đẹp quá đi. Chị lấy ra coi thử nha. Xin lỗi, để chị xếp lại cho. Sao cứ la đúng chị màu của em à? Em đã nghe chưa? Chuyện về bàn tay thần kỳ của chị Shadow á. Bàn tay thần kỳ sao? Đúng vậy, bàn tay thần kỳ còn gọi là bàn tay vàng trong làng Đổ Bể. Cứ hễ con đụng vô cái gì là hư cái đó, lúc nào cũng phá hoại là giỏi. Mẹ ơi, con hỏi nè. À, trời ơi, Mi Mi, con đạp lên mặt dở rồi đây nè. Mi Mi à, em có sao không? Từ bây giờ con hãy ở yên trong đó cho mẹ. Đừng mà mẹ ơi, mẹ cho con chuột lỗi trong phòng con có được không? Ở đây lạnh quá à. Cái con bé này tới giờ mà nó vẫn không thấy hối lỗi gì hết á. Mẹ ơi, con nói nè, thiệt ra con không đau lắm. Với lại lát nữa con phải đi chơi với chị Shadow đó mẹ. Tới nước này rồi mà con còn nói là muốn chơi với chị Shadow nữa hả? Mẹ ơi. Chị ơi. Chị Shadow, em đem cho chị búp bê nhồi bông nè. Chị ôm cái này sẽ thấy ấm hơn đó. Trước khi mẹ nhìn thấy thì em mau đợi đợi. Không sao đâu, mẹ đi chợ thì em mới ra chứ bộ. Trời Mi Mi. Mẹ đã cảnh cáo con rồi, sao con không nghe hả? Mẹ ơi, con. Mẹ sẽ tự đưa cho cha đu, nên con đừng có lẩn quẩn quanh đây nữa. Mẹ ơi. Không có chị cha đu đi chung, chán muốn chết. Chị ơi, em với chị mỗi người một cái nha. Được không? Cái này không phải chỉ dành cho bạn bè thôi hả? Thì có sao đâu, giữa chị em gái cũng có tình bạn mà. Wow, nhìn nó dễ thương quá à. Hả?
lúc khi mẹ nhìn thấy thì em mau đi đi. Mẹ không có ở nhà đâu chị đừng lo. Ba mẹ ra ngoài hết rồi, còn nó sẽ về trễ nữa. Nếu vậy thì đi thôi. Nè, Nurochi, mau qua đây phụ một tay đi. Chị ơi, chị cùng nặng đầu người tuyết với em được không? Từ từ đi, vẫn chưa tới lúc đó đâu. Hả? Chứ chị đang làm người tuyết gì vậy? Người tuyết đôn đôn đó. Tụi mình cần phải lấy thêm nhiều tuyết hơn nữa để làm cái bụng bộ nhiều mỡ của cậu ấy nè. Bây giờ chúng ta hãy làm tất cả những người tuyết mà chúng ta muốn. Ha ha, nghe thích thiệt luôn. Chị cha đơn, đây là cả một nghệ thuật luôn á. Tiếp theo chúng ta sẽ nặng ai nữa đây? Em nè, chị làm cho em một con người tuyết được không? Em ước gì mình có được một con người tuyết, Mimi. Được thôi, chiều theo em hết. Mimi nè, em có muốn được trở thành một người tuyết thật sự luôn không? Chị nói thiệt sao? Thành người tuyết thật sự hả? Mẹ ơi. Baby, sao có mình con vậy? Chị Mimi đâu? Dạ, chị Mimi ra ngoài chơi với chị Cha Đu rồi mẹ. Cái gì? Hai cái đứa nhóc này. Cha Đu à, Mimi à. Thôi mà, em để tụi nhỏ chơi đi. Ừ. Mimi à. Trời ơi, Mimi à, con có chuyện gì không hả? Mẹ ơi. Mimi muốn làm người tuyết nên con biết em mới thành người tuyết luôn. Ba ơi, con nhìn y như người tuyết thiệt luôn á. Nhưng mà con không có cảm giác được chân mình nữa, mà chỉ thấy lạnh thôi. Em ơi, tao phải mang con bé ra ngoài trước cái đã. Anh ơi, phải làm sao đây? Tuyết đã đông cứng lại rồi, không thể nào bới ra được. Bác sĩ ơi, làm ơn khám cho con gái tôi, con bé đây nè. Chuyện gì xảy ra với con bé vậy? Trời, cha đâu? Con không biết trời lại lạnh tới vậy. Sao con có thể không biết được chứ? Con bao nhiêu tuổi rồi hả? Bà xã à, bình tĩnh lại đi. Dạ mẹ nói đúng. Chuyện này là lỗi của con, tất cả đều là tại con hết. Con thật đáng ghét, con thật sự là một người chị xấu xa. Trời cha đu. Con không chịu được nữa, con sẽ đi cho khuất mắt mẹ. Mình sẽ ở đây. Thế giới này toàn chống đối lại mình. Từ giờ sẽ không còn ai ép buộc mình nữa. Tự do tuyệt vời. Hãy đến đây đi, cơn bão kia. Mình không cần luật lệ nào hết. Giờ mình đã là người tự do. Và mình cũng không còn sợ cái giá lạnh nữa. Để coi, tốt quá, con đã hạ sốt rồi nè. Nhưng mà mẹ ơi, chị đau rồi. Ôi, sáng giờ mẹ không thấy chị của con đâu hết. Chị ơi, chị đau rồi, chị ơi. Mấy bạn ơi, cho mình hỏi một chút.
mình đi lên ngọn núi phía bên kia rồi. Cái gì? Lên núi hả? Đây là dấu chân của chị Chadu nè. Chị đang làm gì ở đây vậy? Chắc là em hết sốt rồi hả? Em tới đây làm gì vậy? Mau quay về nhà đi. Cái nhà tuyết này là sao vậy? Giới thiệu với em, đây là nhà mới của chị. Từ giờ chị sẽ ở lại nơi này luôn, không về nữa. Cái gì? Chị tức cười quá. Tại sao lại tức cười chứ? Mau đi đi, đừng có làm phiền chị nữa mà. Chị cha đâu? Chị đừng có quậy nữa, mau về nhà với em đi. Không đâu, chị sẽ không bao giờ quay về. Ở một mình hơi cô đơn, nhưng đây chắc là nơi dành riêng cho chị rồi. Chị nhìn nè cha đâu, em đã mua cái này để tặng cho chị á. Cái này là cái gì vậy hả? Là nhẫn tình bạn. Chị vừa là chị vừa là bạn của em. Chị hãy về nhà với em đi được không? Em đừng có nói nữa, em mau quay về nhà đi. Em còn chưa nhận ra hả? Lần nào chơi chung với chị em cũng gặp chuyện nguy hiểm. Chị chỉ cần đẩy em vào những rắc rối mà thôi. Cho nên em đừng tìm chị nữa. Chị cha đưa ơi. Đúng vậy, làm tốt lắm. Cho cha đu, không được quay đầu lại. Chị ơi. Em nhất định sẽ không về một mình. Em nhất định sẽ về cùng với chị. Mau ra khỏi nhà tuyết của chị ngay. Chị cha đu, những lúc em xảy ra chuyện đâu phải lỗi do chị đâu, mà là do bàn tay thần kỳ của chị thôi. Bàn tay thần kỳ sao? Đợi con hết bệnh đi rồi biết tay mẹ. Mẹ ơi, ngon quá à. Ủa, tại sao con Ronchi lại đi theo Mimi lên tận đó hả? Ôi, mình đang làm cái gì vậy nè? Mẹ ơi, cho con ăn một miếng nữa đi. Không có ăn uống gì hết. Chị ơi, mau ra ngoài chơi thôi. Chị có muốn làm người tuyết với em không? Nếu em muốn thì đi thôi. Hãy đi tắm mau lên đi. Dạ. Lạnh quá đi. Ủa? À. À. Hả gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Máy nước nóng chắc là bị hư rồi mẹ ơi. Không có nước nóng, chỉ toàn là nước lạnh thôi à. Không có ấm một chút nào luôn sao? Dạ mẹ, đúng như vậy, nước lạnh giống như là đá. Thiệt sự là máy nước nóng không có hư đâu, mà là do mẹ đã tắt nó đi đó. Bởi vì nếu nhà chúng ta xài máy nước nóng hoài thì sẽ tốn tiền lắm con à. Mình không thể nào tin được mà. Hiện giờ đang là mùa đông, trời rất là lạnh, sao mẹ lại tắt máy nước nóng đi chứ? Kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ. Giáng sinh sắp tới rồi mà mẹ thì thật là keo kiệt, thậm chí những kẻ bụng xỉn còn xài sang hơn mẹ nữa kìa. Chị nói có đúng không Mimi à? À,
Ủa, em đang viết cái gì vậy? Hé, một lá thư tình hả? Đâu có, trả lại cho em. Một búp bê Barbie, một áo đầm kiểu công chúa, một đôi giày mới. Chị thiệt tình á. Nghì, em đừng có nằm mơ. Em đang sống trong một ngôi nhà mà đang giữa mùa đông, nhưng mẹ lại tắt máy nước nóng, có biết hay chưa? Kệ em đi, em cứ mơ ước những gì mình muốn. Chị đừng xen vào chuyện của em nữa. Nếu vậy thì hãy nghe đây. Nếu như em nhận được búp bê Barbie thì chị sẽ phải nhận được ngôi nhà cho búp bê ở. Nếu em nhận được áo đầm cùng với đôi giày mới thì chị sẽ nhận được một cái túi xách cao cấp nhất. Em có hiểu chưa hả? Tại sao, tại sao, tại sao? Tại sao gì chứ? Bởi vì chị lớn hơn em. Như vậy không công bằng. Không công bằng, ai quan tâm điều đó chứ? Dừng lại đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Ôi trời đất ơi, tại sao hai đứa con cứ đánh nhau suốt ngày vậy? Trời ơi, ghê quá đi. Trời đất ơi, Mimi chơi chiều đó hay lắm con. Mẹ ơi, mẹ. Mấy tấm hình này ở đâu vậy? Mẹ lựa ra từ mấy cuốn album gia đình mình đó. Wow, nhiều quá trời luôn. Hả? Đây là hình đám cưới của ba mẹ nè, đúng không? Hả? Gì chứ, đưa cho chị xem coi. Không thể nào tin được. Người phụ nữ ở trong hình chính là mẹ lúc còn trẻ sao? Không thể nào, hai người nhìn khác nhau hoàn toàn luôn. Con xem lại cho kỹ đi. Mẹ thấy mẹ bây giờ vẫn như xưa mà. Không phải vậy đâu, giờ nhìn mẹ khác xưa lắm. Hả? 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 Kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ đúng vào đêm Giáng sinh. Hả? Ờ, đúng rồi. Trời đất ơi, đúng là như vậy. Giống như là đang mơ vậy đó. Chúng ta làm lễ kết hôn đúng ngay vào đêm Giáng sinh. Đúng như vậy. Và em cũng chính là cô dâu xinh đẹp nhất trong đêm Giáng sinh. Thiệt lãng mạn quá đi. Ôi mà khoan đã, nhưng trước giờ tại sao ba mẹ chưa từng làm gì vào ngày kỷ niệm ngày cưới hết vậy? Đúng rồi, lẽ ra ba mẹ phải ra ngoài ăn tối và tặng quà cho nhau mới đúng chứ. Mấy cái chuyện đó cũng đâu có quan trọng. Chuyện quan trọng là lúc đó mẹ thực sự rất xinh đẹp. Hả? Mùa xuân đang sắp đến với chúng ta rồi. Hình như hôm nay ba lại đi uống rượu nữa rồi. Đúng như vậy đó. Và có lẽ uống nhiều lắm. Ôi trời ơi, xem ai đây nè. Những cô gái thật xinh đẹp của ba. Anh em mấy đứa có chuyện gì vậy? Ba cứ đi theo bọn con. Con gái à, nhẹ nhàng với ba một chút đi. Trời ơi, làm ba chói mắt quá. Nè ba, chuẩn bị trả lời những câu hỏi của tụi con đây. Hôm nay là ngày gì ba nhớ không? Ba có còn nhớ đó là ngày gì không? Dĩ nhiên là ba nhớ rồi. Ba. Các cô làm như vậy là vì muốn quà Giáng sinh có đúng không? Biết ngay mà. Thôi được rồi, vậy năm nay các con muốn quà gì nè? Ba hứa là ba sẽ mua quà cho các con. Có thật không ba? Hay nè Mimi à, em cũng nghe rồi chứ. Chị ơi làm ơn đi. Thôi được rồi, chúng ta sẽ quay lại vấn đề quà tặng sao. Ngày 24 tháng 12, ba thật sự không nhớ gì hết hả? Con tin chắc là cái này sẽ nhắc lại cho ba nhớ nè. À, các con muốn nói kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ hả? Tụi con lớn rồi, không cần quà Giáng sinh gì hết, ba hiểu không? Khoan đã, chờ một chút đi. Không cần phải nói tới như vậy đâu. Mắt của chị. Cho nên ba đừng có bận tâm về quà của tụi con. Thật ra tụi con chỉ muốn ba mừng kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ thôi. Thôi được, ba đã hiểu rồi. Dù sao thì ba cũng sắp nhận được tiền thưởng cuối năm rồi. Vì vậy cả nhà chúng ta sẽ đi ra ngoài để cùng ăn một bữa tối nha. Với lại hôm đó cũng rơi vào đêm Giáng sinh. Yeah, ba thật là tuyệt vời. Đầu tiên sẽ là chuẩn bị mua hoa và bánh kem. Ôi trời ơi. Tụi con rất yêu ba mẹ. Nè bà xã, các con của chúng ta thật ngoan ngoãn và tuyệt vời. Các con chính là báu vật quý nhất ở trên đời này của chúng ta. Cả nhà đều thương nhau. Mới nghĩ tới thôi mà đã cảm thấy rất tuyệt rồi. Chị ơi, em nghĩ em sắp khóc luôn rồi. Ê, mà khoan đã. Dù sao thì, Mimi à. Sao chị? Chúng ta cũng cần phải có tiền để mua hoa và bánh kem nữa. Mà em có tiền không? Gì hả?
Em làm gì có? Nếu biết trước thì chị đã không dùng nhiều tiền để mua đồ ăn giặt rồi. Ha, có cách rồi. Không, không được. Em hãy ngoan ngoãn nghe lời của chị đi. Đúng đó Barbie, em thử suy nghĩ kỹ đi. Chuyện này chắc chắn sẽ làm cho ba mẹ cảm thấy hạnh phúc. Không chịu, không chịu. Em không chịu đâu mà. Em không đưa tiền cho mấy chị đâu. Chị thật là thất vọng về em đó. Chị nghĩ là ba người chúng ta có thể làm ra cái gì đó thật ý nghĩa cho ba mẹ. Vậy thì thôi bỏ đi. Tụi chị xin lỗi, có lẽ tụi chị đặt quá nhiều áp lực cho em. Nếu mà không được thì thôi, coi như là không có chuyện này đi. Thiệt là thơm quá. Barbie à, chúng ta lấy bó này nha. À, bó hoa cũng đẹp lắm à nha. Cho con trả tiền. Wow, Barbie à, hãy nhìn cái bánh kem này đi. Bánh kem này dễ thương quá. Chúng ta lấy cái này được không? Chị ơi, em thấy hình như Barbie không được vui. Không sao đâu mà, chị biết Barbie vẫn còn nhiều tiền lắm. Ồ, thiệt là đẹp, đẹp quá đi. Mẹ ơi, nhìn mẹ xinh đẹp lắm luôn. Ôi trời đất ơi, mẹ cảm ơn các con rất nhiều. Nhưng mà cái này có mắc quá không vậy? Mẹ không cần phải lo về chuyện tiền bạc đâu. Dịch vụ làm đầu tóc cho cả ba người. Ba nói hôm nay sẽ về sớm mà. Vậy thôi không đợi nữa. Mẹ nghĩ là chúng ta hãy nên dùng bữa tối ở nhà đi. Như vậy không được đâu. Nhưng dù sao bây giờ cũng đã quá giờ ăn tối rồi. Nhưng mà mẹ ơi, chúng ta đã tốn rất là nhiều tiền rồi. Chị nói cái gì? Chúng ta sao? Tức tức quá. Mẹ ơi, tiền cho mọi thứ chính là tiền của đúng như vậy đó. Tụi con đã mua hoa và bánh kem bởi vì hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt và chúng ta phải tới một nhà hàng thiệt là đẹp. Nếu vậy thì thôi được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến trạm xe buýt và đợi ba nha. Ôi trời ơi, tuyết đã rơi rồi. Đêm Giáng sinh sẽ đầy tuyết trắng. Giờ nhìn thấy tuyết mẹ mới nhớ, vào cái đêm kết hôn của ba mẹ, tuyết cũng rơi xuống giống như vậy đây nè. Mẹ ơi, ba ngồi ở đằng kia. Mình à. Ba ơi. Ba không nhận được tiền thưởng hay sao? Đúng vậy, ba xin lỗi các con. Nếu vậy, bữa tối hôm nay thì sao hả ba? Ôi trời ơi, anh thiệt là khờ quá mà. Đó là lý do tại sao anh không dám về nhà đó hả? Ba từ nhỏ à, dù không có khả năng, chúng ta vẫn có thể đi chơi với nhau mà. Nhưng mà còn các con thì sao? Ba ơi, tụi con sẽ không sao đâu. Chờ một dịp nào đó, cả nhà chúng ta sẽ đi tới một nhà hàng thiệt đẹp cũng được. Được rồi, đến nhà hàng thôi. Con vẫn còn chút tiền ở đây nè. Barbie à, như vậy chắc chắn sẽ không sao chứ? Dạ, con nghĩ không sao. Trời đổ tuyết nhiều rồi, ba chị sẽ làm người tuyết cho em nha. Hả? Dạ, chị ơi, má làm cho em một con người tuyết thật là lớn nha. Ba ơi, mẹ ơi, hai chị ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
줄 거야.